Ngày 23 tháng 6, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 đã kiểm tra một số khu nhà trọ công nhân và khu cách ly tại tỉnh Bình Dương. Do tính chất phức tạp của dịch bệnh lây lan trong công nhân, ngoài các cơ quan chuyên môn, đoàn kiểm tra có sự tham gia của hai Thứ trưởng Bộ Y tế là ông Nguyễn Trường Sơn và Trần Văn Thuấn. Ngoài ra còn có đại diện của nhiều cơ quan như Liên đoàn Lao động, đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy cùng dự khảo sát. Khi mà làm việc với cả Ban Chỉ đạo Quốc gia thì chúng tôi cũng sẽ kiến nghị là cũng phải tập trung tăng cường cái số lượng vaccine cho tỉnh Bình Dương, cũng phải tổ chức cái chiến dịch giống như là thành phố Hồ Chí Minh hiện giờ đã tổ chức chiến dịch tiêm cho khoảng hơn 800.000 các trường hợp, trong đó có khoảng 500.000 là các công nhân của các khu công nghiệp. Kiến nghị tiêm vaccine cho công nhân cũng là kiến nghị bức thiết mà lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra trong các cuộc họp trực tuyến với chính phủ. Bởi lẽ, tỉnh Bình Dương có quá nửa dân số toàn tỉnh là người lao động, nhập cư đang làm việc cho các nhà máy, xí nghiệp. Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Bình Dương tăng khá nhanh, mỗi ngày hàng chục ca. Trong đó có nhiều ca là công nhân và nguy cơ các F0, F1 còn trong các khu trọ công nhân nhà máy chưa được sàng lọc phát hiện là khá cao. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sáng ngày 23 tháng 6, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm 23 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng lên 164 ca. Sau khi làm việc tại Bình Dương, cả ngày 23 tháng 6, dự kiến ngày mai 24 tháng 6, đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra tại Đồng Nai.